Một người bạn tù muốn mượn bật lửa nhưng vừa bước vào đã đánh thức chủ nhân phòng giam. Cậu thanh niên vùng dậy tấn công bạn tù, đập đầu anh ta vào tường rồi ném xuống đất. Vào lúc cậu định giơ chân đạp lên đầu bạn tù thì đột nhiên kiềm nén được và dừng lại. Eric là một cậu thanh niên mới 19 tuổi đã phải ngồi tù vì tội hành hung bạo lực. Cậu mới được chuyển từ trại giáo dưỡng đến nhà tù dành cho người lớn có an ninh cao. Tình cờ Nevin, cha của Eric, cũng đang thụ án chung thân và cũng là đại ca ở đây. Liệu sẽ có cuộc chạm trán căng thẳng giữa hai cha con hay không? Sáng hôm đó, Eric được chuyển đến một phòng giam đơn vì là tù nhân có mức độ nguy hiểm cao. Vừa bước vào, cậu đã nung chảy cán bàn chải đánh răng rồi gắn lưỡi dao cạo râu vào đó. Sau đó cậy nắp máy lạnh để giấu nó đi. Người bạn tù sau khi bị tấn công nằm bất động không phản ứng gì. Eric vội vã khiêng anh ta chạy đến tìm cảnh sát và nói rằng đó là một tai nạn bất đắc dĩ. Tuy nhiên họ không tin cậu và lập tức thổi còi báo động yêu cầu mọi người trở về phòng của mình. Eric quay trở về phòng giam lấy dầu tắm em bé phun lên người để bôi trơn cơ thể. Sau đó bẻ chân bàn để làm vũ khí tự vệ. Cảnh sát mang theo cát đến trước cửa phòng giam. Cai ngục cảnh cáo Eric hãy bỏ vũ khí xuống và đứng lui về phía sau, nhưng lại bị cậu nhổ nước bọt chế nhạo. Eric đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cảnh sát. Đột nhiên cai ngục cho người mở cửa và hất xô cát lên người Eric. Sau đó lực lượng đặc biệt với trang bị đầy đủ xông vào khống chế Eric. Nhưng vì dầu tắm bôi trơn nên cậu ta dễ dàng thoát ra và chống đối đánh cảnh sát. Thậm chí Eric còn bắt một người làm con tin và khẳng định chuyện vừa rồi chỉ là một tai nạn. Cho đến khi cai ngục chấp nhận lời giải thích, cậu mới thả con tin ra. Một cảnh sát bất ngờ lao đến đè Eric xuống giường. Sau đó phải cần đến 3 người mới khống chế được cậu đưa đến một nhà tù khác. Eric vẫn không chịu khuất phục, dùng đầu tấn công một cảnh sát, thậm chí còn cắn vào điểm yếu của họ. Khi cảnh sát chuẩn bị phải dùng đến vũ lực thì đột nhiên một người lao đến ngăn cản. Người này là nhà tâm lý trị liệu làm việc trong tù. Trước tình huống này, cai ngục đồng ý cho nhà tâm lý ra tay giúp đỡ. Sau khi được an ủi lấy lại bình tĩnh, Eric liếc nhìn nhà tâm lý rồi lao đến đẩy anh ta vào tường. Cảnh sát định ra tay nhưng nhà tâm lý ra hiệu dừng lại. Sau đó Eric bị chuyển sang khu dành cho tội phạm nguy hiểm. Nevin biết tin liền tìm một tù nhân da đen yêu cầu liên lạc với ông trùm nhưng bị từ chối. Ông lập tức tặng hắn một cái cát và tên bên cạnh đành phải lấy điện thoại gọi cho ông trùm. Nevin tới gặp ông trùm để xin chút thời gian dạy dỗ lại con trai, vì nếu vẫn giữ thái độ hung hăng ở đây thì chỉ có chúc lấy cái chết. Nevin đến gặp Eric và nói đây không còn là nơi giáo dưỡng trẻ vị thành niên, nếu chống đối họ sẽ treo cổ cậu rồi giàn dựng thành tự sát. Nevin khuyên con trai chỉ cần làm theo những gì cảnh sát muốn, nhưng Eric từ chối. Cậu chưa kịp nói hết câu thì Nevin đã giận dữ hét lên ép Eric phải nghe theo. Nevin muốn con trai hãy làm theo những gì nhà tù muốn và cư xử cho hợp lý. Eric nói với Nevin rằng mình đến đây để gặp cha. Hồi 5 tuổi cậu từng ngồi trong lòng Nevin và nghe ông và mẹ xỉ vả nhau, nhưng vì Nevin không muốn nghe nên đã bỏ đi. Có vẻ mối quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp. Ngày hôm sau, Eric được đưa trở về phòng giam của tội phạm vị thành niên. Cậu đi đến một phòng giam khác và lấy trộm 2 chiếc bật lửa. Eric sang thăm bạn tù bị mình đánh và tặng anh ta một chiếc bật lửa thay lời xin lỗi. Sau đó một tù nhân da đen hét lên nói rằng có ai đó đã trộm đồ trong phòng của mình. Tình cờ lúc đó là khoảng thời gian các tù nhân được tự do di chuyển. Khi biết thủ phạm tù nhân da đen đó muốn thuê người dạy cho Eric một bài học, Nevin đến gọi Eric ra ngoài và đưa cậu đến nhóm trò chuyện của nhà tâm lý. Mọi người ngồi xuống cùng nhau tìm một chủ đề để trò chuyện. Thấy học viên hút thuốc, nhà tâm lý đã ngăn Eric lại và nói quy định ở đây không cho phép. Đột nhiên Nevin lao vào chửi bới và giật lấy điếu thuốc trong tay con trai. Eric tức giận lao ra ngoài cầm bút chỉ vào quản ngục quát mắng, nhưng không lâu sau đã được cảnh sát đưa về phòng. Trên gác, một tù nhân da đen đang tập đấm bốc thì phát hiện có một nhóm người xông vào phòng của Eric. Họ tấn công và dúi đầu cậu vào bồn cầu. May mắn thay, tù nhân da đen ở trên gác đã kịp thời chạy xuống giải vây cho Eric. Sau khi cởi mặt nạ, Eric phát hiện ra tên tù nhân bị trộm bật lửa đã sai họ đến đây. Cậu tức giận ra đòn hung bạo hơn, suýt chút nữa đã giết chết tù nhân khác. Nhà tâm lý biết được tính nóng nảy của Eric muốn tìm gặp để giúp cậu khắc phục nó. Họ đến phòng trò chuyện nhưng một người da đen đã xúc phạm chuyện của Eric với cha lần trước. Eric nổi máu điên định lao đến nhưng mọi người xung quanh đã kịp ngăn cản. Không khí trong phòng trò chuyện trở nên căng thẳng vì mọi người chia làm hai phe. Hôm sau, Eric cùng bạn tù tầng trên từng giúp mình đến phòng tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Nevin cũng bất ngờ đến đây nên Eric định rời đi. Nhưng một thành viên trong nhóm trị liệu đã chặn lại và muốn Eric tập luyện thêm. Cậu vứt khăn tắm và tung nắm đấm. Nevin ngồi ở xa chứng kiến màn huấn luyện của con trai. Đột nhiên bạn tù da đen ra đòn khiêu khích Eric khiến Nevin nổi cáu. Thấy không có gì nguy hiểm, ông ta liền bỏ đi. Sau khi tập luyện, Eric vào phòng tắm nhưng bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Eric rất nhanh đã lấy được lợi thế hạ gục đối thủ và tra hỏi xem ai là kẻ đứng đằng sau. Hóa ra vẫn là tên tù nhân béo bị trộm bật lửa. Hắn ta đang đứng gọi điện thoại báo cho gia đình rằng mình vẫn sống tốt. Eric từ phía sau bước đến đấm hắn và lôi vào trong phòng. Vì có cơ thể ta khỏe hơn nên tên béo đè cậu vào tường. Eric lấy ra vũ khí tự chế bằng dao lam rạch vào mặt đối thủ. Cậu đè hắn xuống giường và hỏi ai là kẻ chủ mưu muốn hãm hại mình. Nếu không nói, Eric sẽ rạch mồm hắn. Cuối cùng tên béo đành khai ra chính ông trùm đã sai khiến hắn. Eric lên lầu và bắt gặp cha đang chơi cờ cùng ông trùm. Nevin đè con trai xuống giường để ngăn cậu hành động nông nổi. Eric nói với ông trùm rằng tên béo da đen đã thừa nhận mọi chuyện. Ông trùm gọi tên béo lên và cảnh cáo hắn đây là con trai của Nevin. Sau đó bắt tên béo phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vì đây chỉ là chuyện hiểu lầm nên ông trùm từ từ giải thích với Eric. Nevin tìm gặp nhà tâm lý nhờ anh ta cố gắng giúp đỡ con trai.
Những ngày sau đó trong phòng trò chuyện mọi người cố tình chọc giận Eric. Nhưng cậu chỉ cười trừ cho qua vì đã biết cách kiềm chế cảm xúc. Nevin tìm gặp một thành viên trong đó đề nghị muốn tham gia phòng trò chuyện. Ông muốn có thể hiểu và giao tiếp nhiều hơn với con trai. Nhưng vừa mới đến Nevin đã cãi nhau với thành viên trong phòng vì giữ thể diện. Thậm chí còn khiêu khích anh chàng da đen đứng lên đấu tay đôi với mình. May mà nhà tâm lý đã kịp thời ngăn cản. Có lẽ Nevin muốn dành thời gian nói chuyện với Eric thật. Nhưng vì thể diện nên vô tình gặp phải tình huống này. Khi Nevin giận dữ không ai dám nói câu nào. Ông mắng chửi mọi người sau đó đạp cửa và rời đi. Lúc này phòng trò chuyện bàn luận về chủ đề người mẹ. Eric không có mẹ nên có những lời nói thiếu tôn trọng với thành viên khác. Một trận cãi vã xảy ra. Bạn tù da đen nói rằng đối với anh ta mẹ là người rất quan trọng không nên đưa ra chế nhạo. Thậm chí còn dán ảnh mẹ ở đầu giường. Một người khác ngồi xuống nhưng lẩm bẩm thêm câu chửi thề khiến anh da đen kia tức giận. Hai bên lao vào ẩu đả khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn. Đúng lúc quản lý nhà tù đột nhiên bước vào. Họ nói với nhà tâm lý rằng anh đã đồng ý là nếu có rắc rối sẽ để Eric rời đi. Nhà tâm lý rất muốn giải thích mọi chuyện không liên quan đến cậu ta nhưng không được. Bất đắc dĩ anh đành quay lại nói với mọi người về thỏa thuận với quản lý nhà tù. Một khi có điều gì đó xảy ra Eric sẽ phải rời đi. Nhà tâm lý đến gặp nữ quản lý nhà tù nói rằng tình trạng của Eric đang ngày càng tốt lên. Nhưng cô ấy không tin và nghĩ rằng Eric không thể khá hơn. Trong lúc xếp hàng ăn bữa tối Nevin cố tình đến gần Eric nhưng lại bị cậu nói những lời chế nhạo. Ông cố gắng kiềm chế đi theo con trai về phòng sau đó tát cậu ta một cái thật mạnh. Không ngờ Eric sẵn sàng cởi áo và đánh trả. Nevin hoàn toàn cam chịu không hề phản kháng sau đó nhận thua. Eric nói là do cha nhường nhưng ông từ chối và bỏ đi. Eric chạy theo phía sau chế nhạo Nevin vì không dám đối mặt với chính mình. Khi lên lầu cậu bị ông trùm chặn lại dùng lời lẽ thuyết phục Eric bình tĩnh lại. Nhưng vì tuổi trẻ bốc đồng cậu sẵn sàng tung cú đấm vào bụng ông trùm rồi ném ông vào lưới sắt. Nevin chạy đến ngăn cản nhưng bị Eric tấn công. Cuối cùng họ bị cảnh sát khống chế và đưa đến phòng giam đặc biệt. Hai cha con đều không biết mình sắp phải đối mặt với điều khủng khiếp như thế nào. Nevin điên cuồng hét lên sau cánh cửa phòng giam. Cảnh sát phải phun nước vào trong để giúp ông lấy lại bình tĩnh. Sau đó Nevin tiếp tục gọi tên Eric trong phòng nhưng không có câu trả lời. Cho đến khi ông cảnh cáo không ai được động đến con trai mình thì Eric mới lên tiếng. Thấy con trai vẫn bình an và ở cạnh Nevin mới yên tâm phần nào. Ông gọi người cai ngục mà mình tin tưởng nhất đến giúp mình tháo còng tay. Nhưng sau đó Nevin bất ngờ đánh ngất anh ta và nói lời xin lỗi. Nevin lấy chìa khóa rồi lấy ga trải giường quấn lên cơ thể anh ta giả vờ như đang ngủ. Ông quay lại tìm ông trùm và khẳng định với tư cách một người cha sẽ không để ai treo cổ con trai mình. Đột nhiên ông trùm xịt cái gì đó vào mặt Nevin rồi rút dao ra tấn công ông. Cùng lúc đó Eric đang bị cảnh sát tra tấn đến hộc máu mồm. Họ xé mảnh vải trắng chuẩn bị tạo hiện trường giả như Eric tự sát. Nevin đã hạ gục được ông trùm. Trong lúc hấp hối ông ta nói với Nevin rằng hãy chạy đến cứu con trai nhanh còn kịp. Cuối cùng Nevin kết liễu ông trùm và chạy đi tìm Eric. Lúc này cậu ấy đang bị cảnh sát treo lên chờ đợi đến khi tắt thở. Nevin bất ngờ xông vào trong giết chết những cai ngục ở đó. Ông đe dọa cai ngục trưởng phải cởi dây thừng thả Eric xuống. Sau khi ra ngoài anh ta ra báo cáo cho cấp trên có tù nhân đã tự tử. May mắn thay Eric vẫn tỉnh lại. Nevin ôm cậu vào lòng khóc rất nhiều. Ngày hôm sau ông được đưa đi nơi khác. Cảnh sát cho hai người nửa giờ để nói lời tạm biệt. Họ không nỡ buông tay nhau chỉ gục đầu ôm nhau lần cuối. Trước khi rời đi Nevin nói với Eric rằng rất tự hào vì được làm cha của cậu. Eric cũng rơi nước mắt. Nhìn cha rời đi khất bóng anh cũng quay về phòng giam.